Hôm qua tôi cũng chơi ông nha, ông chơi và ông Dương ăn nó lên và ông chưa xin phép tôi làm mà nước mắm cho rồi thì nói chung là anh nói gì nói đi thì cũng gần cận Tết rồi anh. Ở bên này nếu mà Tết đó thì know. ở bên anh đó thì Tết đó thì nó cũng còn cái sự vui vẻ bởi vì cái cộng đồng người Việt Có bên là người. có người nó khá lớn. Bên tôi thì nó ngược lại, nó cũng có người Việt Nam Know. nhưng bên nó lại vắng quá anh, mỗi người đi một đợt thành Đúng ra rồi. vì cho đó mà đã vậy đợt lạnh nữa cho nên vì ra chắc là Lạnh nữa không lạnh làm biếng nữa đi. à, với lại ở đây họ bởi vì họ không có tổ chức hoặc là có tổ chức cái chăng nữa Đúng thì rồi. cũng lưa thưa, nó cũng lèo tèo lắm anh, nó Đúng không rồi. có gì gọi là tất cả Khổ lắm, đúng rồi, mình biết mà. à, cho nên Mình vì biết chỗ mà. đó ra có lẽ là tôi có order rồi à, một 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 cái bánh tét thì một cái bánh chưng về cúng ông bà mua bó bông vậy thôi chứ còn không biết đi đâu, bây giờ muốn thăm mà muốn thăm ai cũng không biết thăm ai nữa khổ, cho nên Lạnh vì cho quá. lạnh Đúng vừa rồi, lạnh hiểu rồi không? thì ở đây thì mình phải hiểu rằng tất cả những người Việt Nam ở trong nước họ không hiểu được những người lớn tuổi và những người xa quê khi những cái gì mà lễ lộc có cái gì ấn tượng trong nước, thí dụ như là lễ này lễ kia thì cái người Việt già 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 như mình họ lại rất buồn, như tôi rất là buồn bởi vì mình không được hòa chung một nhịp điệu của đất nước, có nghĩa là mình không tham được, mình không tham dự giống như Tết thì không thể nào giống nhớ ngày xưa nhớ mình hồi nhỏ hoặc là thời còn 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 trẻ, thí dụ như còn ở trong nước á thì ngày xưa Tết á ông già mình nó kiểu chạy qua chạy lại chúc Tết các nhà hàng xóm rồi mở cửa rồi xông đất làm những cái thủ tục rồi cúng Đúng rồi. cúng rồi cúng ông bà rồi mời hàng xóm Đúng rồi. qua, nói chung là tất có nhiều cái vẻ đẹp truyền thống rất là hay, nhưng mà những người qua đây thì mấy cái đó nó mai một, nó dần dần nó mất hết, nó không còn nữa thì rất là buồn, nhớ quê mỗi lần vậy là nhớ quê nhớ đất nước nhớ đủ thứ, nhớ tùm lum la tao ghét lắm bởi vậy thôi nè. Tết đứa Tết này đứa nào mà ăn giọng mà bà ruột mà khoe khoe tao là tao chửi đó nha, đồ ăn tao chửi, cứ đem bánh tét bánh chưng vô là tao chửi á, đồ má nóng máu là chửi đồ ăn. Bởi vậy là một bây giờ mấy hôm nay đó là tôi đi đâu tôi cũng gặp ai tôi cũng nói rồi bằng giờ năm 2020 là tụi mình đang ở Việt Nam ăn Tết. Tôi nói nghe là cái chuyện đến mình ăn Tết ở bên này là 47 năm, 45 năm, đến năm thứ 46 là năm 2020 đó, thì mình đến năm thứ 45 đó là 2020 mình mới được về Việt Nam ăn Tết lần đầu tiên đấy, chứ còn từ năm 1975 mình đâu có được ăn Tết Việt Nam đâu. Thì anh biết thì như anh nói là ăn Tết ở đây mà mình phải tạo ra, mình phải Mình làm cái này làm cái kia, mình phải kêu cái này kêu cái kia thì mới có người đến, chứ còn không có sao đâu có ai, đâu đâu có có ai đâu có ăn tới, Tết đâu anh nó đâu có tới. đấy. Thì ý là mình nói là cái Tết nếu mà mình muốn có tức là mình phải tạo ra, thì đến khi mà tôi về Việt Nam ăn Tết bằng giờ này năm 2020 thì tôi nhìn ra một cái điều đó là rất là đặc biệt nha, rất đặc biệt là mình về Việt Nam nó mình không phải làm cái gì cả, tức là cái Tết nó có một cái dòng dòng nước của nó, cái Đúng dòng chảy của nó, rồi. cái mình vô trong đó cái nó đẩy mình đi luôn á, mình không có phải làm gì hết, Đúng rồi, đó là tôi nhìn nó hòa cùng nhịp điệu của một cái dân tộc, nó một cách đơm ra như vậy, mình không muốn nó cũng ào tới, nó có nghe là gì mình nhập vô đâu, à, mình chỉ hòa theo thôi, có nhập người vô đâu, nhập thôi. Thí dụ như bên ra cái nhập mùa vô Tết á, thì các bác nông à, dân ở không có làm gì hết miền quê má là trồng hoa, tại sao họ trồng hoa, họ đi bán cho Tết, cái gì họ cũng phục rồi, vụ Tết, thành ra vô đúng tình rồi, mình được hòa chung vào cái nhịp đập của nguyên hòa tộc chung thế vô thôi, đó chứ mình không có tạo đấy ra đó, Tết được. Bởi vậy cái mình không có tạo mùa xuân của Việt Nam mình là cái mùa xuân rất bất diệt, nó thẳng là như vậy đi. đó. Rồi à, kèm theo những cái lễ ngày xưa nếu mà còn sót lại thì rất là hay, ví dụ như là anh nhớ cái câu gì đó của mà ông đồ rồi, hoặc là những người mà viết chữ rồi và Đúng rồi, đấy ông đồ, rất đúng là rồi, nhiều, rất đúng là rồi, cái nhiều cái rất là hay về đúng rồi, vấn đề dân tộc mình thì nhưng dạ mà đúng rồi, những người mà lớn tuổi như tôi như anh à, bữa nay cấm nói mình 70 ngày rồi nói là bớt bớt xuống, bớt xuống hai chục, bớt xuống hai chục, bớt xuống hai chục, hai già tao năm nay mới có 50 thôi, đừng có nào quá rồi á, cho nên vì đó là cho nó trẻ trung chứ con ơi khổ quá, đừng có nói cái tên nó ra đi anh, tự nhiên thấy nó lụm cụm quá mệt ghê. anh nói lại mình mới nhớ là thì mình thì muộn cho đấy 2 năm về trước là hai vợ chồng mình đi với người bạn chở chất tân mình về Tết Việt Nam đó, nó mình không phải làm gì hết, mình vui mình cứ đứng ở đó là mình có hòa vô. Thì tôi có nhớ lại một lần mà tôi đi đi xe đò từ Sài Gòn về Bến Tre, từ từ thành phố về Bến Tre, thì khi mình đi như vậy đây mình thấy người để mình ăn ăn Tết ở Bến Tre mà, thì ăn ăn giao thừa mà Bến Tre
thì khi mình thấy mình đi trên đường đó, mình thấy cái đoàn người từ thành phố mà nó đi về quê ăn Tết, Tết á, được về đi đi từng đoàn người một anh, đi mà có người đi xe hơi, có người thường thường là họ đi xe máy rất nhiều. Cái đó là hay, chỗ này tôi giải nghĩa, tôi cắt lên chút xíu này. Có nghĩa là ở nước Mỹ này những bọn già như mình, cái Tết nó vô nghĩa, con cái nó không biết Tết là cái gì, nó không ai không ai để tâm mình. Nhưng mà ở Việt Nam nó có chỗ ngồi này, anh làm gì anh làm, anh xa tha phương cầu thực gì kệ anh không biết, nhưng mà ngày Tết cái điều linh thiêng ở cái chỗ là người ta tự nguyện họ trở về. Đúng. Họ trở về nơi cha mẹ họ, họ sum họp nơi cúng dỗ ông bà, nó tự động anh, nó tự động chứ không ai ép buộc cả. Nhưng mà không được Tết tao phải về quê tao chơi với ba má tao, đó là cái sự nó ngộ cái chỗ đó đó, tự nguyện tự nhiên đùng ùng ùng là 6, 27, 28 Tết là người dân mà khi trong năm đó, họ lên thành phố họ để họ làm ăn, sau khi làm ăn cực khổ xong rồi á, tới gần người đó là họ đi túa đi về quê. Họ đi về quê để làm gì? Họ đi sum họp với gia đình, họ sum họp với cha, với mẹ, ông bà. Nó hay không? Cái phong tục tập quán mà nó hay không? Nó hay ở cái chỗ là chính ngày Tết để họ lại đi tìm về nguồn cội. 30 đêm 30 là dỗ ông dỗ bà, đúng không chưa? Thì là làm mâm cơm cúc, là trong đó có con, có cháu, có vợ, có chồng, có ngoại, có nội, đủ trò rồi. Nó làm cho cái mùa xuân mình nó thêm ấm áp. Mà cái ngày Tết là những người lớn tuổi nhất lại là vui nhất. Mấy đứa nhỏ nó về, nó là cái giờ nó có nhiệm vụ vậy thôi. Nhưng cái ngày đó là cái ngày ông bà ngoại nè, cái ngày ông bà nội nè, hớn hở bật cười tươi nó đủ. Con tôi nó mới gì? Họ hớn hở lắm. Cái điều đó ở Mỹ không có, khổ lắm, đủ. Tôi cứ nhớ cái chuyến đi xe đò tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre. Tôi bên cạnh mình ngồi xe đò mà. Thì bên cạnh mình là người ta un, người ta kéo về quê ăn Tết. Mình nhìn xe người ta chạy mình biết. Là thường thường cho đó là bà ông chồng chở bà vợ, con đứa con ở giữa kèm theo phía sau lưng là toàn là gồng gánh như là gạo, như là gà, hay là bánh trái đồ. Thường thường họ chở. Tôi nhớ là không có một cái bất cứ một cái xe nào trên con đường đi về quê ăn Tết thì đây? Bao giờ cũng có quả cáp. Em gửi yêu cầu hoa. Đi. Hoa thường thường không bánh thu không có, em gửi yêu cầu lên đi, em gửi yêu cầu lên đi anh chơi lên cái mình nhìn người ta đi đường thì mình biết là đó là những người họ về quê họ ăn Tết, tại vì cái xe của họ nhìn cái biết ngay. Chứ không phải xe đi chơi nó khác, xe về ăn Tết nó khác, mà người ta cứ người ta đi về. Mà tôi nhìn cái đoàn người như vậy, tôi nhớ lại những cái phim mà mình coi, những cái đoàn cá hồi đây, đoàn cá hồi mà sau có cái cá sao minh đấy, nó đẻ ra trong cái rạch, cái sông mà trong rừng trong núi, cái nó theo con rạch nó ra, nó chạy ra biển, cái nào ngoài biển cái nó ăn, lúc nó đẻ trong này thì cũng là nước ngọt mà cá nó ngọt, cái nó chạy theo xuôi sông suối, cái nó chạy ra biển thì nó biến thành cá nước mặn. Cái nó điên mà nó đi mấy năm mà ngoài đó nó ăn xong cái đến khi mà nó muốn chấm dứt cuộc đời của nó, cái đi vòng trở lại cái nơi ngay cái cửa biển, ngay cái cửa sông mà nó đi ra biển, nó trở về con lạch, nó có đây bơi lên trên, lên đến đó rồi cái nó sành, nó đẻ rồi nó thụ tinh rồi nó chấm dứt cuộc đời một cái vòng luân hồi của nó. Tôi nhìn những cái người Việt Nam mình lần đầu tiên đây, năm 2020 mình nhìn thấy cái đoàn người Việt Nam mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, về Bến Tre ăn Tết này, trên con đường quốc lộ, mình mới hiểu đó là một cái con người mình rất là nhân bản nha anh. Mình nhân bản là thế này, là cái cách cư xử, cách sống của mình nó phù hợp với cái thiên nhiên. Con cá hồi nó đi, nó sinh ở nơi đó, nó đi một loạt, nó về, rồi sau đó có chuyện gì nó về, nó kéo từng đàn nó về quê của nó. Mình là về quê chứ không phải mình đi chơi. Cái thằng cha đi ăn Tết là nó về quê nó ăn Tết, chứ không phải là nó đi chỗ này chỗ kia nó ăn Tết này. Tết là nó về quê. Đúng rồi. Tôi nghĩ cái điều đó là điều rất là đặc biệt. Nó đặc biệt lắm. Cái dân tộc mình nó hay cái chỗ đó đó. Cái Tết nó làm cho con người ta ấm lên. Bởi vì những người lớn tuổi, con đi làm ăn phương xa thì ngày dỗ Tết này, dỗ chạp này kia thì thường thường họ trông mong
đầu tiên là người cha già hoặc là mẹ già ở người quê, Tết này con sẽ về, chờ con Tết về. Rồi cái người con á, thì ở làm đi làm ăn xa cũng mong mỏi là Tết để về với cha mẹ. Có nghĩa là nó hay lắm anh. Cái phong tục tập quán của mình, cái ngày Tết nó rất là hay. Nó nhân văn và nó có nhiều cái rất là mình cảm thấy là thích. Thì giờ mình lại quay lại mình nói thêm một chút về cái Tết bên này. Mình ăn bên này mình ăn 4-7 cái Tết. Thì anh quả thật là như vậy. Tại vì cái Tết bên này á, mình phải tạo dựng ra thành thứ rất nhiều khi rất là khô khan, nó rất là máy móc, mà nó rất là nó là những cái hành động nó nối lại với nhau, cho tại vì nó không có không khí ở bên ngoài nó thổi vào, nó không có cái không gian, nó không gian, có một cái gì cả, đúng mình. Rồi nó rất là như đơn vậy, lẻ văn chương quá mới tôi vậy. Hay đó. Có nghĩa ở đây đất nước này không phải là đất nước Việt Nam và chúng ta sống ở đây chúng ta không phải là ở Việt Nam. Mình muốn có cái Tết anh ra đúng chợ rồi, anh đi mua một lon hoa, anh đi qua đấy, anh mua một lon bánh cát ngoài chợ đúng và anh để lên bàn thờ là anh cứ tự cho an ủi đây là Tết của tao, chứ thực chất không đấy có thôi. Mẹ gì không Tết rồi cả đúng. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là anh mày phải hiểu là cái này ở đây nước Mỹ không phải là nước Việt Nam, thành ra cái Tết của Việt Nam nếu anh là xui, anh mà làm công nhân hoặc là anh làm một cái gì cho hãng Mỹ là miễn đi, bởi vì ở đây Mỹ nó không có cho nghỉ Tết của Việt Nam, đừng có nghĩa là nó phải Tết của nó đâu, nó cho nghỉ. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì nữa là nếu mà Tết ấy, mà nhằm vào thứ bảy chủ nhật thì ok, rất là ngon. Rồi bởi vì nó là vô như năm nay. Năm nay. Như năm nay. À, còn ngược lại mà nó rễ thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm là mình thua lui. Luôn. Là mình thua lui. Là mình phải thua lui anh. Là thua luôn. Mình phải đón giao thừa. Đó, đón giao thừa trong hãng. Mình phải đón giao thừa tối thứ sáu. Tối thứ ba, thứ bốn. Thành ra vì tôi muốn nói cái điều này, từ dỗ quẩy nè, từ dỗ chạp nè, từ Tết các ở đây tụi ta ăn sai bét, đồ hoàn toàn chặt lắc hết, đồ chặt lắc hết, đồ bởi vậy khổ lắm. Nó nói một cách khác hơn nữa là mà khi đã sai rồi thì mình để làm cho có thôi, chứ thực sự chẳng có, rõ ràng để làm chứng tỏ là tự an ủi lấy, ta ăn Tết vậy, nhưng mà nước mắt rớt xuống, đồ quá, nó nóng vậy đó, tính đâu phải đâu. Còn ở Việt Nam mình là nó hòa nhịp vào cái cộng đồng dân tộc đó, nó như vậy. Tôi nói nghe, ông về Việt Nam ăn Tết nó không có cực như bên này. Ông cứ vô trong đó, ông vô cái luồng xe, ông về đó là tự nhiên cái luồng ăn Tết họ kéo mình đi, họ khuyến, họ mình đi theo, mình cứ đi theo như vậy đó.